Mình xuống quá. Bà đừng đánh tôi hoài nha. Tiện quá, tôi đâu có đánh người đâu. Em đâu có đánh người đâu. Thôi đi đi về, giờ đâu có rảnh đâu. Hello, hello, mai đi chơi tới 9 giờ. Mai đi dọn về. Mai đi chơi tới 9 giờ, hello nha, giờ giờ sức khỏe. Mai đi chơi tới 9 giờ. Ồ, miệng gì đẹp quá trời luôn. Đó nãy cũng mới ủng hộ gì chồng 5 cờ. Đâu chịu lấy danh hàng đó. Quán bà ấy bà dắt bún tôi vô làm tàu vậy. Dậu quá. Nói quý nói nhiều quá là lên xe mọi người mệt mỏi luôn á. Bữa kia đi hả? Đi ăn ở Nguyễn Chí Mương á. Ờ, quán ốc. Trời ơi, đau đầu luôn. Đúng rồi, nó nói hoài là khỏi ngủ. Sợ là tối la lên là khỏi ngủ, khỏi ngủ trên xe. Rồi vô một chai rồi giờ làm gì chết ba cái bệnh đó mà chết. Chết. Ở cái màn này con thấy chứ là vô kèm bệnh cái ra đây có kèm là ngày nào cũng bệnh nè. Chứ tôi thấy bà thương hơn Trần nhiều hơn mà đi đâu mà cũng dắt hơn Trần đi ăn chứ. Ăn chỗ lẻ này điểu, bà thấy không? Má khai bà chưa đưa 500. Trời ơi, những lúc con cho tiền gì trước đâu. Mạnh Quân bên con cho tiền gỡ 5 xị, 5 xị đó. Đặt con thua chịu, tao và cháu vui lộn. Ồ, chơi vui vẻ không? Chơi thua rồi bắt đầu. Thôi rồi, cái đấy sắp tới là không chơi. Tao cũng đâu chơi đủ má, nó giặt cái bầu. Dạ, nè, nè, chiếc này nè, mệt nè, chết. Chị chết. Nè, đó, ông nội mày nè. Đang cái lớp cái nóc mà. Đủ má mà đưa ai chịu lại. Ngày nào cũng gọi à. Giờ cái lóc nãy giờ. Đủ má, cái lóc rồi mày chết. Nghe đi, nghe đi, nghe đi. Mày đưa cháu cho cái mẹ, mày phá cháu cầm. Bắt máy đúng trả lời. Bắt máy đi, bắt máy đi, bắt máy đi. Alo, gì chậm? Ai hả? Đúng rồi. Khỏe. Tự nhiên mình trả lời, bà trả lời. Ờ. Nói đi, trả lời hoài vậy 52. Chị đâu vậy? Cũng bị đau dở mà. Cũng bị nè nè. Quỷ ra kìa. Nó quậy hoài vậy. Ở chí hoài. Cảm ơn nha chớ, người ta chúc đàng hoàng, cảm ơn. Hỏi có tiền không chứ? Hỏi đi. Gọi máy hoài những bệnh luôn à. Ờ, gần chết à, điên nổi. Bệnh hiếu kỳ. Bị viêm màng túi. Trắng lại trên. Bị trắng lại cho. Hết vốn rồi, có. Còn với gà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trên trên. Ừ, giờ làm sao? Dẹp quán luôn rồi, bắn bắt quá. Quá trời. Chị có lấy nó không? Nó khùng lắm á. Hết vốn rồi làm đi. Làm Nguyễn Huệ á. Nghe rồi. Đó, ngoài đứa. Nè, cháu ngoại đây nè, cháu nè, dứt. Cháu dứt nè. Ở già. Chị hỏi thăm thêm chồng của bà luôn đi chị. Hiện ở quán bà Trưng. Ở Châu Ốc á. Tên Lương Bá Sương, ngoài quán cà phê trong chứa đỉ. Thôi chứa một cua cá cọp. Bà biết chơi không? Bà biết chơi không? Cái chơi gì? Trời ơi, bán ghẹ, bán hải sản thì đứa nào có mua chà bồ. Bữa nào lên đi quảng cáo cua ghẹ cho có tiền không? Có tiền không? Bữa nào lên đây? Ôi, mấy cái chị bán cua ghẹ tiền không hết chứ. Nó có tiền. 79A Liên Phong nha, ở nhà bà Trình thì chết. Hồi đi kỹ, chứ không Liên Phong gì, 79, hồi đi kỹ. Thôi gửi qua nhà con đi, chứ cái con đem qua cho. Đúng rồi. Trời ơi, em nói chị nghe nè, không có ai bằng ơi. Chết đâu. Không bằng đâu mà nói cho nghe coi. Thiệt, bà khôn lắm á. Trời ơi, khôn lắm hả? Sao chị cầm biết? Trời ơi, chơi hờ mà hai mấy năm rồi. Coi như là hả, chưa có chồng tới giờ biết bả đó. Bà khôn đâu? Công an lại bắt bả hả, nó lòng chào quá. Vậy luôn hả? Bị cầm có gì không? Không. Có bệnh tôi đi đâu được đâu, bà gỡ cua lên đây đi. Gửi lẹ đi. Trời ơi, nó cũng liệt rồi. Nó đi làm với con cũng bị liệt rồi. Cái liệt dứt quá trời luôn. Chứ xài quá mà. Thôi nó chơi hoài à, đâm ra nó bị liệt con luôn. Dắt ai 7 người 30 tư chưa? Hỏi bà coi biết tôi là ba mấy 30 năm chưa chị? Chết. Được. Không có hứa nha. Chết.
không có hứa cứ vậy giờ cô con đứa canh mộng cầm với mộng dừa được con mộng cầm mộng dừa là chúng bà chơi 34 kìa. Ông cha tâm sao lũ đức này bệnh chị à? Không có đâu chị, em bị nóng thôi à. Đưa đây, em bị nóng à chứ không có bệnh chị. Nếu em bệnh chị là khó ngồi lắm. Dạ nó lây cầm lum má, lây cầm mắt, nó lây cầm lum. Rồi chị ơi, nó hết pin rồi chị, hết pin rồi, dạ hết pin rồi. Nó mờ cam đen thùi rồi. Mờ cam bên em, dạ ba chị để tối về em nói chuyện với chị nữa. Nghe. Ừ. Tôi quá rồi, có đại gia Vũng Tàu bán con ghẹ đang gọi cho chất nha. Ừ. Uống thuốc được rồi đó. Cứ chuyện. Dạ. Có cho con cầm đi không chị? Trời ơi, gặp cùng công ngoài trời. Sao, bà nói sao chứ, nói lại con nghe coi. 34 đi chơi ngày 2 ngày. Rồi sao nữa? 7 đứa thôi. Cũng lấy 10 đứa là bà đéo có phần bao. Còn bà cho ngồi đồng nữa trời. Bảo đi không? Đi, được. Giờ mày chất lựa ai với ai, chất nói đi. Giờ chất trai đi, chất nói cho bà lưu quá trường rồi, người ta tắt rồi. Cho con đi trước. Mày ngủ lồn lẹ lắm. Trời ơi, bà thương hơn nhiều hơn tà. Không về thì chết. Ngon nhiều quá. Hơn chết. Thương á, hàng thân. Con này không? Thương. Thương dạo không? Trừ, trừ con ra đúng không? Ủa, xe bắt chó bắt giờ. Nói thiệt, có ba thương hơn lắm á, gì ăn uống cũng chiều hơn đi ăn. Món hoa mà chắc có 100 tuổi già còn khóc nhiều nhất. Dàn kèn con tài trợ cho. Ừ, má dàn kèn. Không có, nó nhỏ nè, chữ thề. Bà đòi sát chán luôn á. Cái chuyện cái chữ thề. Bà biết sao không có? Không có là đòi đó. Bà biết gì trước chừng kèn nào đi không? Bà phải kèn tay rồi chứ bà không phải kèn ợt. Má không?